Đây, hôm nay mời mẹ ăn món wasabi mochi, gọi là bánh giọt nước của Nhật Bản. Đấy, mẹ ăn đây, xem thế nào. Ngay dĩa. Này, bánh ngọt nước này. Mẹ ăn thử xem nào. Ăn xem cảm nhận này. Ăn nó giống cái gì? Ăn mát ngon ngon như là trứng chanh. Trứng chanh. Mát mát như trứng chanh. Bánh giọt nước này mà bị gọi là bánh trứng chanh này. Trời ơi. Ăn được không mẹ? Được. Okay. Mát ngon. Còn đây phân hoa đi phứt phứ rự. Đấy. Mời mẹ ăn. Thử xem nào. Cầm tay. Vâng, cầm tay ăn. Đây, mẹ cầm cả như này. Đấy. Ăn đi rồi xem ngon không? Ngon. Nhân ngon nhỉ? Nhưng mà toàn bơ nhỉ? Kem kem đấy. Kem, nhỉ? Kem đấy. Ừ. Đấy. Bánh này ai mà thèm ăn bánh kem quá ăn tặng cái này cũng ok này. Ngon, ngon mà rẻ. Ừ. Đây là chi dự kéo sợi của Nhật Bản. Mẹ có thích ăn chi dự không? Thích ăn phô mai không? Phô mai mẹ ăn bao giờ đâu không biết. Đấy, mẹ bóc ra. Chi dự kéo sợi. Có thèm cái này lắm. Con là fan của chi dự mà. Mẹ phải tước, tước y đây, như hình ảnh này. Tước đúng rồi, tước xong rồi về sau ăn cái này cũng phải tước, tước từng cái một. Ăn cái nào phải tước à? Vâng. Mẹ cầm ra như mẹ tước mía ấy. Đấy, tước, đúng rồi, tước ít một như tước mía. Thế này. Đấy, đúng rồi. À, đúng rồi. Chi dự Nhật Bản đấy, chi dự phô mai đấy. Cái này ăn à? Ăn, cứ thế ăn. Đấy, cứ tước như tước mía ấy mẹ. Ừ. Đấy. Ăn này nào. Ăn được. Ăn được. Đây là xôi đỗ đen nhưng mà không được đen lắm. Mọi em bảo này. Hộp xôi này là mấy chục nghìn? 30.000 à? Xôi này. Ừ. 30.000. 30.000. 30.000 hộp xôi đây bằng ở nhà mình 10.000. Mà bên Nhật này chỉ có duy nhất một loại xôi, đó là xôi đỗ đen. Loại ngoài ra không có loại xôi nào nữa đâu. À, còn muốn xôi vò hay xôi gì phải đến gặp bà Thái. Ăn ngon không mẹ? Được, ngon. Được. Ừ. Ok, duyệt.